Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình ở nhà thì mọi người không có đi gác làm việc nha. Mấy ngày này mình cũng mới đi vòng ở nhà chăm sóc mấy con chim hai lông nha mọi người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Mình thì mình mới tạo cái kênh là Bánh Vlog. Thì mọi người thương mến nhớ đăng ký ủng hộ mình để mình có động lực mình làm video hay hơn nha mọi người. Tại vì giờ mình là mấy anh em hiệp hội là kêu là làm găm rượu để chia sẻ việc việc á, tại vì mình làm này để mình chia sẻ với anh em là anh em có gì góp ý với mình nha. Rồi giờ chia sẻ cách ngâm rượu điềm biệt và nuôi điềm biệt đó. Và mọi người nhớ thương mến là ủng hộ cho mình có động lực để làm những video hay hơn nha mọi người. Rồi giờ mình quay cái đàn chim mồi để cho mọi người xem nha. Đây là chim mồi số 1 mình trong thời gian khai lông nha mọi người. Giờ nó nè, đút tay vô là nó vậy nè đó. Giờ nó nhát mà nó khai lông rồi. Giờ mùa này là xong nó rồi á, khoảng 4 tháng sau nha mọi người là nó mới đi đánh được nha. Đó, giờ nó khai lông, thời kỳ khai lông á. Đây là con chim số 2 mình ngày trước nha mọi người, nó cũng chưa có căng lắm. Nên hôm nay đi đánh á, nó cũng lình xình thôi chứ nó chưa có được đẳng cấp đâu. Vài bữa nó mới mình đi đánh vài cử rồi nó mới được nó mới đẳng cấp lại. Chứ bữa này nó chưa căng đâu. Hôm nay Phương ở dưới nó cũng không bỏ bê, nó không có đi đánh á, nên chim nó không có được căng lửa nha mọi người. Nhưng mà nó cũng đỡ đỡ là mình đánh vài cử là con chim này sẽ ổn. Nó đẳng cấp nó sẽ phục hồi lại. Đây là cái dàn chim khai lông mình nha mọi người. Này nó khai lông mà. Đây là chim nói chung là mình mười mấy con mồi rồi nha mọi người. Mà nó khai lông hết rồi. Đây nè. Nói chung là mười mấy con á. Con này thì nó chưa khai lông, nó nhóm nhóm thôi. Chứ nó chưa có thai. Nó chỉ nhóm 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 chứ chưa thai mà con này thì con đánh cây nha mọi người chứ không phải đánh đất nha, chưa có tập đánh đất, tính mùa sau mới tập đánh đất. Con này thay lông luôn rồi nè. Nói chung cái dàn chim đánh cây của mình nó ok lắm nha, rất là tốt, mà tại vì mình không có quay thôi chứ đánh cây rất tốt. Đó, anh em xem dàn chim thay lông nha. Con này thì chưa thay lông. Con này thì chưa thay lông nhưng mà đánh cây à, chưa có tập đánh đất. Còn con này giờ là nó không có nó không có đập cồn mà nó cắn. Ở đây là mình, nhà mình ở kế đường nha mọi người. Kế đường nha. Đó, cái dàn chim này là nó khai lông hết á. Chim khai lông mình nuôi khai lông á là mình để nó lòng nó dơ á là nó mau đổ lông rồi mọi người, nó mau rớt lông, mau sạch lông lắm. Còn mình cứ kỹ nó này kia rồi á nó lâu. Còn dàn chim mình khai lông lên nha, đó nó chùi đuổi nè ha. Rồi mọi người xem nhớ đăng ký ủng hộ cho mình cái kênh mới nha. Rồi mình sẽ lúc này thì chim thì hay lông, còn nói chung thì trong quay qua quay lại mấy tháng là nó hay xong rồi nha mọi người, là tháng 12 là chim hay lông xong rồi nè mọi người thấy nè, nó rụng hết cái lông ức luôn á, rụng hết lông ức luôn á. Nói chung thì mình nuôi ở nhà như là cũng chưa được 20 con nha mọi người, mười mấy con à. Còn con chim này là con chim 13 tháng 1 nha mọi người. Dàn cũng có mấy con tơ. Nói chung thì dàn chim này thì cũng 2-3 mùa, có con là 5 mùa. Nhưng mà đánh cây không à. Đây con này đánh đất được nè. Con này mình chưa có tập đánh đất, chỉ ra đánh cây thôi chứ chưa đánh đất, mà độ kêu nó cũng ngọt lắm.
Rồi chúc mọi người xem giải trí nha, vui vẻ nha. Bữa nay là ngày 14 mình không có đi nha mọi người. Ở nhà chứ đi chim chóc thì lúc này mình đi giải trí thôi. Đi quay clip mọi người xem giải trí thôi chứ không có như lúc trước. Lúc trước là lúc nào cũng đi hết. Chim giờ 25 là một chứ thôi giờ mình làm giải trí nha. Rồi mọi người xem thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình để có động lực mình làm kênh mới nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.